Câu chuyện bắt đầu tại vùng đất bóng tối, nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai phù thủy. Finn cố gắng đánh bại Xenomor để giải cứu người vợ của anh ấy, công chúa Nina. Xenomor tạo ra những quả cầu lửa tấn công vào Finn, nhưng đòn đánh nào cũng được anh phá giải. Không những thế, trong trận đấu ma thuật, Finn rất nhân từ với đối thủ, thoạt đầu anh giành thế thượng phong áp đảo Xenomor. Giải quyết xong hắn ta, anh bước vào giải cứu công chúa. Nina kêu gào ngăn cản nhưng đã quá muộn, Finn mắc bẫy của Xenomor, bị các linh hồn lấy mất tất cả sức mạnh ma thuật lẫn tuổi trẻ của mình. Xenomor khoái chí, sau đó hắn biến Nina thành một bức tượng đá. Sức mạnh tình yêu của cô đối với hắn ta như một nguồn ma thuật mạnh mẽ, nạp đầy sức mạnh cho cây quyền trượng và đầy ải Finn. Câu chuyện đã trôi qua hàng nghìn năm, ngày nay Laslan, một nghệ sĩ lang thang ước mơ trở thành hiệp sĩ, đang thực hiện vở kịch của ông bạn soạn kịch Leicester, trong đó Laslan đóng vai Finn và Xenomor. Dù vậy, vở kịch của họ không được nhiều người quan tâm cho lắm. Laslan chán ngấy với công việc này, anh chỉ có mơ ước được làm hiệp sĩ giải cứu công chúa xinh đẹp. Trong một lâu đài gần đó, có một cô công chúa tốt bụng thích phiêu lưu tên là Myler. Cô chán cuộc sống được bảo vệ quá mức của vua Vladimir và những cuộc hôn nhân do ông ấy sắp đặt. Myler có ước mơ và khao khát khám phá thế giới bên ngoài, nhưng bị người cha tổ trách và khuyên cô nên thành gia lập thất. Vì thái độ kiên quyết đó mà Myler tức giận và lẻn trốn ra ngoài. Phía bên này, Raslan tốt bụng hay đi phân phát táo cho trẻ nhỏ và được mọi người yêu quý. Chợt anh chàng bị đám người hoàng gia va phải, họ chẳng những không hề xin lỗi mà còn tỏ thái độ lòi lõm, chê Raslan là kẻ dân thường thấp kém, còn định xông đến dạy cho Raslan một bài học. Khi rời đi còn không quên chế giễu Raslan. Anh chàng tức giận lắm nhưng đành chấp nhận với việc thay bị người khác coi thường. Myler lẻn ra ngoài trong đêm. Thật không may cô gặp phải hai tên côn đồ nguy hiểm. Chúng không để cho Myler có cơ hội trốn thoát và muốn lấy đi sợi dây chuyền quý giá trên cổ cô. Myler liền cho bọn chúng một cú tát trời giáng rồi chạy đi. Bất cần đụng phải Raslan đi ngược chiều, Myler không nói không rằng cứ thế chạy đi tiếp. Cô hoảng loạn vì hai phía đều bị chặn bởi hai tên côn đồ. Myler bẻ nhánh cây nhưng lại tấn công vào Raslan vì nghĩ anh cũng là đồng bọn của chúng. Raslan không muốn bị coi thường nữa nên anh tự nhận mình là hiệp sĩ. Tới lúc chiến đấu thì bọn côn đồ mới nhận ra Raslan là hiệp sĩ gà mờ. Dù không giỏi chiến đấu nhưng Raslan dựa vào trí thông minh, thanh kiếm bị tên xấu bẻ cong, Raslan dùng nó để quất vào tên côn đồ khiến hắn đau điếng. Tên đó dùng sừng húc nhưng Raslan né dễ dàng. Anh chàng đứng lên sừng và bị hắn hất văng ra chuồng ngựa. Tên mập định huýt sáo để gọi chi viện nhưng nhận ra cái răng của mình đã bay màu vì bị Myler đánh lúc nãy. Chú chim thú cưng của Raslan đánh lạc hướng tên có sừng, còn được nhận thêm cú đá trời giáng từ con ngựa. Tên mập cuối cùng cũng tìm lại được chiếc răng vàng của mình. Vừa huýt sáo xong thì lại ăn ngay một gậy của Myler. Đàn em của hắn đuổi đến nơi, Raslan kéo Myler đi trốn và thành công thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Sau đó hai người tâm sự với nhau. Raslan cố gắng che giấu thân phận là một nghệ sĩ lang thang. Myler kể hết câu chuyện cho Raslan nghe. Cô yêu thích phiêu lưu nhưng bị cha mình cấm cản. Raslan cảm thông và quyết định giúp Myler thực hiện ước mơ của mình. Họ nhân lúc tên lính canh gác ngủ say lẻn lên một chiếc cáp treo hướng về phía biển. Raslan điều khiển chuyển động đi xuống. Myler cực kỳ thích thú. Sau đó Raslan lại tạo thêm bất ngờ cho cô ấy. Họ nhảy từ trên cao xuống trông rất vui. Rồi lại cùng nhau chơi xích ngư giữa một đêm trăng lãng mạn. Cùng nhau du ngoạn trên sông với chiếc thuyền tự chế của Raslan. Đồng thời Myler cũng chia sẻ với Raslan những khoảnh khắc thú vị với sợi dây chuyền. Ở bên cạnh nhau, tình cảm giữa hai người bắt đầu chớm nở. Bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy quái lạ ập đến cuốn Myler đi mất. Binh lính hoàng gia thấy công chúa nguy hiểm liền đi báo cáo cho đức vua. Ông tá hỏa thì biết con gái mình đã mất tích. Raslan nỗ lực và đã nắm được lấy tay của Myler. Tên hung thần nhận mình là Xenomor càng tạo ra lốc xoáy lớn hơn cuốn Myler đi mất. Khi tỉnh lại, Raslan bị đức vua chất vấn. Anh chàng cố gắng giải thích do tên phù thủy độc ác làm ra, nhưng không ai tin vào anh cả. Đức vua bất lực đành hứa gã công chúa nếu ai cứu được nàng trở về. Raslan bị lính dẫn đi. Anh chàng nhanh trí dùng kế để thoát khỏi bọn chúng, trong khi những tên khác cố tranh giành nhau xem ai giải cứu công chúa trước. Nhưng chúng hoang mang không biết nên đi đường nào. Thì Raslan quay trở về tỉnh Leicester để hỏi về phù thủy Xenomor. Anh ta khai rằng cuốn sách anh ta ăn cắp có đề cập đến Xenomor, nhưng chủ nhân cuốn sách rất đáng sợ. Leicester không muốn đi đến đó nhưng Raslan ép buộc đi cùng cho bằng được. Những người khác trông thấy Raslan thì cũng bắt chước đuổi theo anh chàng. Raslan ngồi bên ngoài điều khiển ngựa sướng bao nhiêu thì anh bạn của Raslan ngồi bên trong bất ổn bấy nhiêu. Thoáng một chút thì họ cũng đã đến nơi có một cái cây lớn màu đỏ giống với hình trong quyển sách. Kỳ lạ thay cái cây cột đầy dây xích trên đó và chỉ có duy nhất một cánh cổng để dẫn vào bên trong. Anh chàng vô cùng ngạc nhiên vì ở đây có một thư viện sách vô cùng rộng lớn. Bất chợt cánh cửa phía sau đóng sầm lại, có một cái bóng của ai đó bước ra. Leicester bắt đầu hoảng sợ. Thì ra ông chủ của thư viện sách chỉ là một con mèo không hề đáng sợ như Raslan nghĩ. Ông mèo tức giận liền hóa thành bộ dạng đáng sợ tấn công vào họ. Đặc biệt ông ta chỉ tấn công vào mỗi Leicester vì anh chàng mượn sách mà không trả. Raslan cùng chú chim nghĩ cách thành công lấn át thú tính và làm ông ta bình tĩnh lại. Raslan chân thành xin lỗi và trả lại quyển sách. Đồng thời anh cũng hỏi ông mèo về Xenomor. Ông mèo đưa họ đến căn cứ bí mật nơi có một con mắt, đó là cánh cổng dẫn đến nơi Xenomor ở. Mỗi thế kỷ, Xenomor sẽ bắt cóc một công chúa đang yêu và sử dụng sức mạnh tình yêu để gia tăng sức mạnh ma thuật. Nhận thấy Raslan rất dũng cảm, ông mèo tặng anh một món bảo bối. Họ vượt qua cánh cổng và bắt đầu đi tìm Xenomor. Phía bên này, Myler đã tỉnh lại và gặp tên phù thủy già. Hắn đến để thông báo cho cô nghe về kế hoạch biến cô thành đá. Sức mạnh tình yêu to lớn cô dành cho Raslan là sức mạnh to lớn đối với phù thủy như hắn. Myler nghe thế liền tức giận quăng cái gối vào ông ta. Sau đó cả hai xảy ra cuộc chiến trọi đồ này lừa.
Senomo bất cẩn chọi cái mũ ma thuật của mình đi để Milan biết được công dụng tàng hình và trốn thoát ra ngoài. Senomo liền đặt một câu thần chú lên tất cả số bánh ngọt để chúng bắt Miller lại. Còn hắn đi đến trước gương ma thuật, ông nhận thấy rằng vương quốc của mình bị xâm phạm vì những kẻ lạ mặt không mời mà tới. Khi Rasslin và Lester vừa đi khỏi, thì cả đám người muốn giải cứu công chúa đi đến uy hiếp ông mèo. Mèo ta liền bật một bản nhạc lên rồi dạy dỗ tất cả bọn chúng. Một tên té vào cái bàn làm mở cánh cửa bí mật để ba người khác chạy trốn. Về phần Rasslin, anh bị mắc kẹt lại vì không có lối đi nào để vượt qua bờ bên kia cả. Chợt anh nhớ đến đậu thần ông mèo cho, nhưng hô biến thế nào cũng không có hiệu quả. Hành động của Rasslin cùng đậu thần đã bị một thứ gì đó để mắt đến. Nó từ từ lại gần và trông luôn đậu thần của Rasslin. Đó là một chú chuột hamster danh mảnh. Nó luôn dùng mọi cách để Rasslin không bắt được mình và từ từ lấy đi hạt đậu rồi đào tẩu. Nhưng kế hoạch ăn trộm của nó bị thất bại vì chú chim giật lấy. Khi nghe nguyện vọng của Rasslin, chuột hamster đồng ý giúp đỡ. Nhờ hạt đậu thần, một bộ xương rồng to lớn xuất hiện làm chiếc cầu nối giúp Rasslin qua bờ bên kia. Khi anh bạn Lester trở về cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Công chúa Miller sau một lúc chạy trốn cũng đi đến căn phòng chứa bánh ngọt. Khi vừa chạm vào, cái bánh lao đến cướp mũ ma thuật, còn cái bánh lớn liên tục kéo váy giữ chân Miller. Mấy cái bánh súng súng lại gần bao vây. Miller nổi điên đánh bại tất cả bọn chúng, cắt bánh kem lớn thành từng khúc rồi lấy lại cái nón ma thuật. Sau đó cô lại tiếp tục tàng hình chạy trốn xe No More. Tên phù thủy già để đối phó với kẻ xâm nhập đã dùng chút năng lượng phép thuật còn lại, biến những tảng đá thành con quái vật to lớn. Rasslin và Lester tiến vào hang động. Họ gặp một ông lão kỳ quái, được biết ông ta là phù thủy Finn trước đây. Do ông ta đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên vô cùng sợ người lạ. Rasslin ra kế hoạch giả vờ ngất xỉu để Finn tin rằng sức mạnh của ông được hồi phục, dẫn dụ Finn đi xuống sau đó bắt ông ta lại. Rasslin hỏi Finn về cách tìm và tiêu diệt xe No More. Finn sợ hãi vì không ai có thể làm điều đó. Finn khuyên Rasslin nên bỏ cuộc đi thì hơn. Xe No More rất gian xảo, nhận thấy Rasslin vẫn kiên quyết. Finn nói rằng sức mạnh chính của tên xe No More nằm ở bộ râu của hắn, và chỉ cần cắt nó đi, Finn cũng chỉ Rasslin về thanh kiếm và bộ áo giáp ma thuật có thể giúp anh. Thanh kiếm và bộ giáp là một thử thách dành cho Rasslin vì nó được một người khổng lồ bảo vệ nghiêm ngặt. Finn múa mái tay chân chỉ đường họ đi đến đó. Lester vẽ thành tấm bản đồ rồi họ lên đường. Vừa ra khỏi hang động thì Rasslin bị con quái vật đá đuổi theo. Ba kỵ sĩ hoàng gia cũng không thoát khỏi con quái vật. Họ chạy trốn nhanh hơn cả Rasslin, nhưng lại bị rơi xuống vực. Rasslin và Lester kịp thời nhảy qua và bám vào nhánh cây, vì vậy mà thoát được con quái vật đá. Nhóm kỵ sĩ rơi xuống vực thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại đối mặt với con ếch chúa gây tổn. Con ếch truy đuổi họ, nếu ai dính phải nụ hôn của ếch chúa sẽ biến thành hoàng tử ếch. Mặt khác, Rasslin và Lester đã tìm đến nơi có thanh kiếm và bộ áo giáp, nhưng ở đây toàn xác chết, có một cái đầu của tên khổng lồ ở đấy. Rasslin liều đánh thức ông ấy dậy, không ngờ chỉ cần một chút lông của chuột hamster đã làm cho ông ấy tỉnh giấc. Để lấy được áo giáp và kiếm thì Rasslin phải đánh bại tất cả những binh đoàn sát sống ở đây. Sau một lúc, từng tên một đã bị Rasslin đánh gục ra đất. Anh chàng nghĩ mình đã chiến thắng, không ngờ bọn chúng là những tên zombie sống dai như đỉa, đánh thế nào cũng không chết được. Rasslin lo lắng, nhưng rồi anh nhìn thấy chuột hamster. Anh mang chú chuột đến bên cái đầu của người khổng lồ. Hắn ta hít một phát liền có phản ứng hắc xì bay cả lũ zombie. Vậy là Rasslin đã giành chiến thắng mà không phí công tốn sức. Trong lúc trốn tên pháp sư, Miller trông thấy những bức tượng của các công chúa khác bị xe No More hại. Cô liền quay về gấp hạt viết lời nhắn để ai đó có thể cứu mình. Tên pháp sư phát hiện phá hủy con hạt, đồng thời hắn cũng thấy Rasslin đến đây. Giây sau đó, Rasslin tìm thấy Miller trong một bộ trang phục và ngoại hình khác lạ. Cô ấy buông lời châm chọc Rasslin là tên thấp kém. Cô ấy không hề yêu Rasslin và cũng không cần giải cứu, bởi vì cô hạnh phúc khi được ở đây. Miller bây giờ không còn giống như người con gái Rasslin yêu trước đây nữa. Điều này khiến cho trái tim của kẻ si tình như Rasslin tan nát. Anh cảm thấy thất vọng và buồn bã rời khỏi nơi này, mặc cho Lester ngăn cản và cố gắng an ủi. Chú chim của Rasslin đã tìm thấy Miller, cô ấy vội trốn đi. Hóa ra người Rasslin gặp là Miller giả mạo do xe No More biến thành. Chú chim biết hết mọi chuyện liền quay về cảnh báo cho Rasslin, nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng để làm gì nữa. Ngay cả cái chết anh cũng không quan tâm. Lester cố gắng đánh lạc hướng tên quái vật đá để cứu Rasslin hết lần này đến lần khác. Khuyên anh nên chiến đấu nhưng Rasslin thất thần nằm đó. Mãi cho đến khi chú chim lấy được sợi dây chuyền của Miller, Rasslin mới nhận ra anh bị xe No More lừa dối. Rasslin lấy lại được tinh thần lạc quan, quyết tâm giải cứu Miller. Lester cũng mừng thay cho anh. Xe No More đưa Miller đến pháp trường. Rasslin và Lester đến kịp lúc, khiến xe No More tức giận vì kế hoạch bị phá hỏng. Xe No More tấn công Rasslin và hóa thành một con rồng màu đỏ khổng lồ làm Rasslin rất vất vả chiến đấu. Rasslin bám lên lưng con rồng to lớn và cố gắng khống chế nó. Con rồng không phải dạng vừa, nó liên tục gây khó dễ cho Rasslin. Rasslin làm rách một bên cánh của con rồng, nhưng con rồng vẫn còn đủ sức để tấn công anh chàng. Trong lúc trận chiến diễn ra nảy lửa, thì Rasslin đã bất ngờ cắt râu rồng của xe No More lúc nào không hay, vì thế mà sức mạnh của ông ta bị phá hủy. Xe No More thất bại thảm hại bị Rasslin bắt trói lại, ép buộc hắn ta khai ra cách để vô hiệu hóa sức mạnh của trường lực giải cứu Miller, nhưng hắn ta chỉ cười ha hả và nhất quyết không khai ra điều gì. Rasslin bất chấp nguy hiểm xông vào giải thoát cho Miller, cố gắng mang cô ấy ra ngoài dù đang bị những linh hồn tà ác tấn công. Miller được cứu ra ngoài còn Rasslin gặp nguy hiểm cận kề tính mạng. Miller cố gắng kéo anh ấy ra ngoài, nhưng ba tên hiệp sĩ từ đâu đi đến, bắt Lester và Miller sang một bên, vì vậy đã làm chậm trễ việc giải cứu Rasslin.
khiến anh chàng bị cướp đi sức mạnh và linh hồn, dẫn đến cái chết vĩnh viễn. Myler căm phẫn đứng dậy đạp cho hắn một đạp, còn đá thêm vài phát cho hắn ta chửa cái thói hống hách. Chuột Kester cũng giúp giải quyết một tên mập. Xenomor định trốn thoát thì bị hắn ngồi lên người, họ bị đánh rơi xuống nơi có con ếch chứa. Tên tóc vàng xui xẻo bị hôn và biến thành hoàng tử ếch. Myler quay trở lại bên cạnh Lutzlan, đau lòng vì anh ấy vì mình mà ra đi vĩnh viễn. Pháp sư Finn lấy lại được sức mạnh tìm đến nơi, dùng sức mạnh cứu sống Lutzlan. Myler và Lutzlan đoàn tụ sống hạnh phúc mãi bên nhau. Kết phim ai cũng có được hạnh phúc riêng cho mình. Cái ác bị trừng trị đích đáng. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và theo dõi kênh để xem thêm nhiều video hay nữa nha.